lớp VIPA ở các khách sạn Mường Thanh của thành viên và nhằm hướng tới cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất. Từ đấy, Chàm Lao đã được hình thành và xây dựng. Và ngày hôm nay, khách sạn Mường Thanh Luxury Retail rất là vui mừng và vinh dự là đơn vị đầu tiên khai trương Chàm Lao và đưa vào vận hành. Cũng lấy ý tưởng xuất phát từ cái nôi của Mường Thanh, không gian thanh thản, tình cảm chân thành, và hy vọng với những khâu phục vụ chu đáo, chi tiết, tinh tế và sẽ hứa hẹn mang đến cho tất cả quý anh chị trong buổi tối ngày hôm nay cảm giác thư thái nhẹ nhàng như là ở quê hương của mình. Và cũng kính thưa quý vị, để cho Chàm Lao của khách sạn Mường Thanh Luxury Retail ngày hôm nay đi vào vận hành đúng tiến độ, thì thay mặt đơn vị xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành với ban lãnh đạo tập đoàn Mường Thanh đã luôn sát cánh hỗ trợ vận hành. Xin chân thành gửi lời cảm ơn tới ban quản lý dự án xây dựng của Mường Thanh tại Khánh Hòa đã hỗ trợ đơn vị và đốc thúc thi công. Cũng xin gửi lời cảm ơn tới các nhà thầu, bạn hàng, đối tác đã hỗ trợ đơn vị và Chàm Lao trong suốt thời gian vừa qua. Và lời cảm ơn chân thành nữa xin gửi tới cán bộ công nhân viên của khách sạn Mường Thanh Luxury Retail. Các bạn đã cố gắng học tập, học hỏi để có cái buổi khai trương thành công như hôm nay. Và một lần nữa, nó xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc từ mọi người đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Kính chúc cho chương trình khai trương của Chàm Lao thành công tốt đẹp. Chúc cho Chàm Lao của Mường Thanh Luxury Retail gặt hái được nhiều thành công trong thời gian sắp tới. Xin trân trọng cảm ơn.